Xin kính chào quý ông bà cô chú anh chị. Chào mừng quý ông bà cô chú anh chị tiếp tục quay trở lại nội dung mới trên kênh Bản Em. Một ngày mới xin chúc tất cả quý ông bà cô chú anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Chào các bác các chị nha. Mạnh đi đâu rồi ông? Mẹ đi nhà đến nhà cô thím. Mạnh thím. Là đi nhà thím à? Vâng. Thế thời gian này Mạnh đi học thì thế nào rồi ông, có được ở lại trong trường không? Ô, chưa biết, sáng nay mới đi học thì chưa biết đâu. Sáng nay là buổi học đầu tiên đúng không? Buổi học đầu tiên ấy. Thế là như Mạnh là đi học này thì cặp thì mọi thứ là có rồi đúng không? Chắc mọi thứ có rồi chưa biết đâu. Vâng. Nó học chính đi đủ 2 tuần rồi nên chưa biết à. Vâng, thế là ông là vẫn chưa biết là Mạnh là ở trên đấy là có bút có vở chưa biết đâu đúng không? Chưa biết đâu. Vâng. Ở đây thì là ở vùng cao ấy, các bạn nhỏ vùng cao các bác sẽ được là hỗ trợ bên như cái sách này cũng như là vở nữa, bút nữa, còn là một số cái thì là sẽ tự mua thôi. Đấy, và hôm nay cháu được xuống lại tiếp tục là cập nhật cái tiến độ mà làm nhà là hai ông cháu là tới đâu cho các bác xem rồi. Đấy, bà ở đằng sau của ông sò thì các bác nhìn thấy là mấy anh em thợ đã lên cái phần phần thu hồi hầu như là lên hết rồi, và bây giờ hiện tại là phía bên anh phòng với lại chủ toán thì đang đi vào và chat. Ông thì hôm nay là ở nhà là có phụ mấy em thợ làm công việc gì không ông? Hôm nay ông thì không làm được rồi, mấy anh em kia gọi đi nhà nó chơi ăn cố một tí. Thế là hôm nay là ông đi ăn cố à? Vâng. Thế là buổi sáng nay ông đi ăn cố thì mấy anh em thợ là làm những cái gì? Nó làm thu hồi. Thế là đến buổi chiều là thấy là mấy anh em thợ là chát xong rồi không? Vâng. Vâng. Đấy, bây giờ thì cháu Lực sẽ đi vào và cập nhật cái tiến độ mà làm nhà hai ông cháu cho các bác là cùng biết một chút. Thế thì bây giờ ông làm việc gì thì ông làm nhá. Vâng. Cháu đi vào đây cháu chia sẻ một chút cho các bác cũng như là Mạnh Thường Quân cùng biết là cái ngôi nhà của ông là hiện tại là đi vào tới thấy cung đoạn nào rồi. Ở đây thì trước mặt các bác thì các bác nhìn thấy là anh phòng thì đang chắt phần phía bên này, có vẻ như là phần dưới kia là xong rồi, còn là cái phần cuối kia thì thấy chú toán là vẫn đang làm thêm là một chút nữa. Này là hôm nào được lập đấy anh phòng? Anh phải chắt xuống một tầng anh mới lập được. Vâng. Thì bây giờ lập thì nóng quá. Vâng. Đấy, ở đây là xin thưa với các bác, cái phần mái sẽ là cái phần mà lập đầu tiên, cho nên là mấy anh em thợ là đang chắt cái phần thu hồi. Đây, hôm nay cháu Lực xuống thì không có Mạnh ở nhà các bác ạ. Mạnh thì ông ấy bảo là đi sang bên nhà trẻ, bên nhà bà trẻ ở bên kia rồi. Này, ở trên này là đi thoải mái đúng không anh nhỉ? Cái phần chắt ở phần thu hồi này thì là hôm qua chắt hay là hôm nay mới chắt anh? Là buổi sáng nay là mới chắt hả anh? Thế là nguyên một ngày hôm nay là chỉ chắt là ba cái phần thu hồi này lên rồi anh? Đúng rồi, chắc là tôi rồi mắc ráo này. Anh Phòng thì có vẻ như là toát hết mồ hôi đây nhỉ. Ở dưới khu nhà của hai ông cháu nên thì phải nói là cực kỳ ẩm các bác ạ. Đấy, anh gửi một lời chào tới các bác rồi anh. Cháu chào các ông các bạn, chào cô chú anh chị. Đấy, phải nói là đội thợ của anh Phòng với lại chú Toán thì như là những cái video mà cháu Lực đăng tải lên thì các bác cũng đã nhìn nhận được rằng là đội thợ của anh Phòng với chú Toán là một trong những đội thợ mà rất là nhiệt tình đến cái thời điểm hiện tại là cháu Lực gặp. Đấy, chỉ cần qua cái cách của các anh làm cũng như là cái cách của các anh giúp đỡ như hôm nọ là đi mua thêm vật liệu gạch chứ cô bác. Hôm này thì có vẻ nguy hiểm quá. Đấy, các cô với lại các chị thì là bên này là công việc là
sàng cắt phụ vứa. Cắt bên này là cắt chất à cô? Ôi trời. Đấy, cái phần vứa này thì là khi mà rơi xuống ấy, thì các chị sẽ trong cái quá trình mà làm ấy là dùng cái tấm bạt này để mà hứng lại, xong là đến lúc mà gần nghỉ đấy thì gom lại, xong là trộn lại tiếp tục là chắt. Đây ra phần bên này thì một cái khoảng mà còn vẫn còn khá là rộng cô bác nhé. Đây, cái phần gạch mà bị vỡ làm đôi này cô bác này thì mấy nữa sẽ tận dụng lại để mà xây cái phần bể phốt của bác nhé. Rồi bên này là hôm nay ông sò đào một tí à chú? Vâng. Rồi đây thì máy nữa mà đào phần bên này xong nữa các bác nhé, thì nó sẽ rất là rộng thêm, và chỗ này thì ông sẽ tự lấy đá mà kè vào. Ô chú là bên này xong rồi à? À bây giờ là dơ giáo luôn à chú? Vâng. Thế là công việc hôm nay là chú Toán với anh Phòng là nguyên chát rồi anh, à chú? Đấy bây giờ thì công việc mà xây thì là cũng đã hòm hòm là đi vào và ổn định rồi. Đấy bây giờ thì công việc còn lại là sẽ đi vào và chát. Những cái phần bên này thì mấy nữa phải khoan cho cháu là cái đinh râu ở đây chú nhá. Hôm nào lắp á? Vâng. Lắp xong thì cứ bịt hết xong rồi khoan mỗi bên hai lỗ. Vâng. Thì cắn vâng. Đây là mấy nữa để sắt vào đây xong mà thêm một cái lớp xi vào đây nữa chú. Cái này đắp cần cái đoàn tay thì hết mới làm. Vâng. Còn cái này vẫn bỏ trống. Thế là đoàn tay xong rồi cần điều xong rồi mới đắp vào, xong rồi nếu mà không ấy thì mới ở dưới đây cái đoàn tay cứ khoan một lỗ cắm sát vào xong rồi buộc vào xuống được. Vâng. Đấy, bây giờ thì hoàn thiện cái phần mái này xong các bác nhá, thì sau nếu mà những ngày mưa đấy thì có thể là vẫn chắt ở phần trong nhà được đấy, chứ không mà bây giờ mà để mà hoàn thiện là từng cái bước một là phải nói là mấy nứa gặp mưa ấy là ở bên cái phần trong này nó sẽ có rất là nhiều nước nó động lại. Ở cái video hôm trước cháu Lực chia sẻ lên thì các bác chỉ nhìn thấy là cái phần thu hồi bên này với lại là bên kia là lên một chút thôi đấy, nhưng mà cái video hôm nay thì cháu Lực chia sẻ lên thì phần hồi thì đã hầu như là bây giờ chắt mọi cái thì cũng đã xong hết rồi các bác nhá. Bây giờ thì là sẽ chuẩn bị là đi vào và lập phần cái phần mái. Cái mái này thì trong mấy ngày mình lập được chú? Cái mái này bây giờ chảy đằng sau kia một tầm giáo nữa. À, vâng. Mình lập trước mai nó mình chui lên nó hay vâng. Mình lại được tí đâu. Vâng. Thế là ở phần phía đằng sau bên này nữa đúng không chú? Vâng. Thì đằng sau vẫn phải chát xuống một tầm giáo. À vâng. Ui à. Ông phát nước chè rồi à? Nhưng mà chỗ này là bây giờ là chuẩn bị là hot đi rồi đấy ông ạ. Đấy. Ông xem hôm nào mà trời nắng giáo ấy thì nhờ hàng xóm ra hộ là mấy người về để mà làm lại cái phần này một chút ông ạ. Đấy chứ không là ông lấy được đá chưa? Chưa được. Chưa được không? Đất đi. Trong làng đấy ai cũng bận làm nhiều nhà lắm. Vâng. Thì anh em nó không giúp được. Mình cũng không phải là mình cũng không trông chờ vào anh em quá ông ạ. Có như nào thì ông tự làm, như kiểu là hôm nay ông làm ở dưới kia kìa. Hôm nay mình làm một ít nhưng mà mai mình lại làm thêm một ít thì tầm độ một tuần là xong. Đấy. Như mái ấy. Em không hủ được. Vâng. Ông ấy chỉ làm thôi. Vâng. Mà ông làm cái này gì? Cái đằng sau này không? Ừ. Đằng sau này đúng không? Ừ. Vâng. Khi làm cái này làm xong thì vâng. Các cháu các thử nó chát đây xong
Vâng. Anh đào đây ông ở kia đá đi. Vâng, nói chung là về những cái đằng sau nhà này là ông vẫn còn khá là nhiều việc đấy ông ạ. Đây ấy. Xi thì dùng hết tầm đi bao nhiêu bao rồi chú? Sắp hết cho xi ấy. 50 bao à? Thế là vẫn còn là còn là hơn một nửa. Vâng. AC thì chắc là không phải bổ sung thêm đâu chú nhỉ? Vâng. Vâng. Mình bây giờ mình cố lấy về, không đủ mình lấy về thì nó không chết đâu. Vâng. Hôm nào khi mình dùng đến mình lấy. Lấy ở đây thì các cô là phải nói là rất là tận dụng về cái phần vứa này của bác này. Chỉ cần rơi xuống một chút thôi là các cô với lại là các chị thì hót. Nếu mà để mà 100% thì ít nhất không đến nhưng mà tầm độ 70-80%. Bây giờ là xuống hàng giáo này à? Đây ông ra bỏ cái thép này hộ chú Toán một chút. Đây, ở đây thì trong làng với nhau cả, nếu như không có việc nhà hàng xóm có việc gì ấy, ông không đi ấy, thì sẽ lần sau này mà nhà ông có gì ấy, thì sẽ không có ai ra của bác, cho nên là hôm nay là ông là đi ăn cố. Đấy mày xem à. Tàu lên pa còn mấy đấy à? Ừ. Hả? Cái phải tàu lên pa còn mấy? Thế là bây giờ lại tiếp tục là làm dàn giáo mới hả anh? Hạ xuống à? Thế là mai lại chắt thêm đúng không? Đúng. Nhưng mà mai thì mình làm ở đằng sau này hay là mình làm thế nào anh? Công việc ngày mai? Thay đầu xuống. Trong trận đằng sau hết một tầm giáo xong bắt đầu mới lập máy. Vâng. Hãy ở đằng sau này thì cái phần đằng sau này có bác nhá. Sẽ dư ra độ là nó đua ra là 1 mét của bác nhá. Ôi. Nó ra 1 mét thì mình làm vào. Ra 1 mét cho phải đến tầm cái mái này ấy nhờ. Đấy. Cái nhà này của ông thì chắc là máy nước cũng gỡ ra rồi các bác, không có để được nữa rồi. Trước thì cháu được bảo là nếu mà như nó không bị sụt, bị lún như thế này này thì là tận dụng lại cái chỗ này để mà làm dàn giáo đấy. Nhưng mà tuy nhiên là để mà làm cái chỗ kho cho ông, để cuốc này, để xẻng này, cũng như để mấy cái đồ dùng mà ông làm lụt ruộng ấy. Nhưng mà bây giờ là như thế thì thành ra là không có để được nữa rồi. Và đến cái thời điểm hiện tại thì là ngôi nhà hai ông cháu ấy, thì là chắc là khởi công cũng được tầm độ là gần một tháng rồi các bác. Nếu như trong một tháng vừa qua mà không có những ngày mưa ấy, thì có thể là bây giờ được lập mái là xong rồi. Đấy, nhưng mà tuy nhiên là làm một ngày là nghỉ 3 ngày mất rồi, thành ra là cái tiến độ nó chậm hơn một chút. Đấy, như dự định mà cùng với lại là mấy anh em đội thợ là để mà hoàn thiện ngôi nhà này thì là trong một tháng rồi các bác. Đấy, nhưng mà tuy nhiên thì là do thời tiết không có ủng hộ, thành ra là không có thể mà đi theo đúng như cái định hướng được. Bây giờ thì tiếp tục là xuống dàn giáo để mà chắt thêm. Đấy, còn về cái phần ở trong của bác nhá, thì là vẫn chưa có đi vào và hoàn thiện cái gì cả, chỉ có xây tường lên thôi. Bây giờ thì hoàn thiện là từ trên cao đi xuống thấp. Đấy, mỗi một cái thước phim thì sẽ có một cái điểm khác ở ngôi nhà. Đấy, có thể là có những cái thí dụ như video này của bác này, bây giờ hiện tại là cháu Lực đang ghi hình ở ngày hôm nay, nhưng mà ngày mai cháu Lực mới đăng tải lên được. Thì nếu như có cái gì mà nó là nó bị các bác cảm thấy nó không có đúng ấy, thì các bác điện cháu Lực để mà góp ý kiến cho cháu Lực cho các bác nhé. Thì là đến lúc đấy thì có thể là sửa được. Ví dụ như mà nếu mà 4-5 hôm thì không có sửa được nữa đâu. Vậy hôm nọ thì cũng đi cưa cái tấm ván gỗ này thì để cho mấy anh em thợ là làm tận dụng lại là dàn giáo nữa. Sắp được ngủ trong đấy ông nhỉ? Vâng. Những ngày mưa thì đi vào trong ngủ được.
này mới vào thoải mái. Chỗ này trốn vào đâu? Dạ. Vâng. Thế là ông bởi tháng 8, tháng 9 thì hai tháng này ngày nào vào đường nào? À, nhưng mà thế là bây giờ nếu mà lập cái phần mái xong thì mình cũng không được ngủ trong không? À, thế là mình phải chọn ngày đẹp mới được ngủ trong đúng không? À, thế là về cái vấn đề này thì nếu như chứ không phải là gọi là mê tín cả các bác ạ. Đấy, nó là một cái phong tục mà tập quán thôi. Cho nên là khi mà mình đã đi vào ngủ trong ấy, thì là vẫn phải chọn ngày đẹp thì mới vào được. À, là phải đi hỏi thầy không? Thì cũng em mà phải một cái diều mới à. Tốt nó mới đầu ngày nào tốt nó mới cho vào mới vào được. À, thế là sống từ vào thì không được đâu. À, thế là như phải không làm lán, như kiểu không làm lán đâu nhỉ? Nếu mà làm lán thì mình làm xong chỗ nào thì mình vào đấy. Vâng, còn là cái lán thì cái này thì mình cũng thoải mái luôn. Còn là cái nhà ở thì mình phải mất công là phải chọn cái ngày đẹp thì mới mới vào được. Mấy năm rồi mình ngủ ở lán còn được, chứ cứ mưa tí là mình vào nên là không được không nhỉ? Không phải thay rồi, ông bảo là tháng 8, tháng 9 thì 2 tháng này ngày nào vào được. À. Không đi hoài rồi. À. Còn như nó không đi làm, nó có làm nhà đâu đâu đấy, không ở nhà. Vâng. Ông này, ngày mai kia ông đi. Vâng. Ở nhà nó hoài đấy. Vâng. Thoại chứ nó không hoài được nữa. Vâng. Mình đi hỏi nó xem ngày nào vào được, ngày tốt thì vào được thì mình ba bốn mâm người trong nó uống. Vâng. À, uống nhiều người chơi à. Chơi thế thì ông cho cháu hỏi một tí đấy, là thí dụ như kiểu bây giờ hai chị người thí là muốn mua xe đạp cho ông ấy thì đi được không ông? Mua xe đạp thì ông không đi được rồi. Xe đạp thì đường này là khó quá nhỉ. Đi xe máy thôi. À. Xe máy bây giờ là nếu mà để mà kiếm xe máy được không bác, thì kiếm những con nào mà nó rẻ rẻ thì thành ra là nó còn lấy được, chứ đường ở trên chỗ nhà hai ông cháu thì các bác là biết rồi, xe thì không đến nhà. Bây giờ thì nếu mà có xe thì là chỉ có gửi lên trên thôi. Còn là như cái vấn đề xe máy này thì phải nói là để mà đi được xe máy vào xá này chắc là phải làm 3 phần thì dắt là 2 phần, còn một phần thì được đi đấy, những cái phần xuống dốc thôi. Đấy, ông thì ở nhà là những công việc ở dưới kia ấy, thì là hầu như là mấy anh em thợ cũng sắp xếp là vào làm hết, cho nên là ở nhà là những công việc của ông ấy, thì đôi khi là pha được cho mấy anh em thợ là những cái ấm nước này, ấm trà này. Bây giờ phía bên này thì anh Phòng lại tiếp tục là đi vào hoàn thiện cái phần máy ấy. Phần là thu hồi ở bên này. Đấy, cho Đức xe đi vào và cùng anh Phòng để mà xem cái cách làm việc của anh Phòng các bác nhá. Đấy, về cách làm việc của mấy anh em thợ thì các bác cũng không có xa lạ gì nữa rồi. Hầu như là ở đây thì mỗi cái phần làm móng ấy thì là cho Đức không lên chia sẻ được các bác. Hôm đấy thì là cho Đức cũng bận cùng với lại là mấy anh em đi dưới kia là có chút việc. Cái dàn giáo này nhìn trông thế là cũng chắc chắn này nhỉ. Cái thước này là gọi là thước gì anh? Dây à? Nhưng mà nó công dụng nó gọi để làm gì? Cán. Cán á? Là để cho nó thẳng hay là như nào? Cán nó thẳng. À, nó thẳng tường đúng không? À, thế là bây giờ thấy bàn xoa đấy nhỉ anh nhỉ? Đấy, mai đêm nay thấy bàn xoa đúng không? Đúng rồi. Chưa thấy bàn xoa ở đâu đúng không? Đúng rồi. Đây, ở đây thì khi mà các anh chắt cho các bác nhá, là hiện tại là đang rơi một chút vứa này, nhưng mà ở phần dưới kia thì cũng đã các anh cũng là lấy cái tấm bao tải này để mà che lại rồi. Không thể tránh khỏi được, bảo là không rơi nhá. Đúng rồi, chắt thế này thì kể cả thợ giỏi đến đâu thì nó cũng rơi cả. Không rơi như thế này, rơi thì ít thôi, nhưng mà lúc mình cán này. Vâng, lúc mình cán là nó bị rơi xuống là nhiều hơn anh nhỉ. Thế là bây giờ là còn một nửa cái phần
mái này các bác nhé, thì sẽ là đi xuống giàn giáo rồi, là coi như là hoàn thiện rồi. Cái này là chắc đến đâu cũng phải tưới nước ấy. Là nó mới bị, nó mới không bị nứt hả anh? Một là vừa tưới bụi nó ra, hai là thì nó khô nó cũng tước nhanh luôn. Vâng. Cái tường thời tiết hôm nay thì chắc là dính hơn anh nhỉ, nó khô nhanh hơn nhỉ. Thời tiết hôm nay phải nhanh ấy, không nhanh là cháy tường luôn ấy. Đấy, ở đây thì có thêm cái bóng đèn năng lượng mặt trời, cái đèn là đèn ở phần ngoài của bác. Ở đây thì là bây giờ cho lực sẽ để tạm ở đây nữa, mấy nữa sẽ chuyển ra phần là để trước cửa nhà. Đấy, sao từ này dính một hạt bé tí thôi không biết luôn. Hào, tiếp tục. Chát nhanh hơn hay là xay nhanh hơn anh? Chát nhanh hơn. Chát là nhanh hơn à? Nhanh hơn xay. Số tầm dưới là nhanh hơn rồi, vì tầm này cao. Vào xong lại phải kéo vữa. Tầm dưới cứ lấy xẻng xúc lên. Nhanh. Cũng được phải nói là tầm độ 3 đến 4 hôm là không có gặp Mạnh rồi các bác. Mạnh thì thời gian này là đi học là nhiều hơn, thế ra là ít, cũng ít ở nhà. Mấy nữa mà còn nếu mà ở trong trường thì còn đến cuối tuần thì mới được gặp Mạnh thôi. Hôm nay chắc đi nhận lớp với sách vở á. Đấy, cơ duyên thì cũng đến với hai ông cháu. Thành ra là hai ông cháu thấy được thiệt thể hiện tại là sắp chuẩn bị là lên nhà mới rồi. Đâu đó là tầm độ 1 tháng đúng không ạ? Cứ tính là cho 1 tháng đi, còn 1 tháng thì nó có thể là hơi dài. Đây ở bên trong hiện tại là vẫn chưa có đi vào và hoàn thiện thêm cái gì các bác nhá. Sau này thì khi mà hoàn thiện những bước nào thì cháu Đức sẽ tiếp tục là chia sẻ lên. Vậy ở đây thì phải nói là thưa các bác là để có được một cái ngôi nhà như hai ông cháu ở cái đất nhà của hai ông cháu bây giờ thì phải nói là một cái thời gian mà phải nói là rất là dài. Đến thời điểm hiện tại thì cũng được là đến cơ duyên là hai ông cháu là được gần 1 năm rồi các bác. Đến tháng 11 là được 1 năm rồi đấy. Đến lúc đến tháng 11 thì là coi như là nhà đã xong rồi. Đợt mà với gặp hai ông cháu thì là hai ông cháu ở trong cái ngôi nhà cũng là ở cái thế đất, mảnh đất hiện tại luôn bây giờ của bác. Nhưng mà ngôi nhà thì bây giờ đã chuyển sang phía bên kia một chút rồi. Trời nắng như này tầm tháng là xong. Nhưng mà để mà trời nắng đến 1 tháng thì em nghĩ là khó lắm. Không, nắng mấy ngày là mình chát xong. Vâng. Cái chỗ này là lập xong là mưa mình cũng làm được rồi. Vâng. Lúc đang xây thì không thể lập được, không có gì để che. Vâng. Bây giờ thì lập được rồi, mưa cũng chả sợ. Với ông thì cháu Lực thấy là đi sang bên kia lại cái công việc của ông là hôm nay rồi. Đi lấy thêm cỏ ở sao á. Ở đây thì cháu Lực định là đặt thêm một cái tách là ở trên này này các bác này. Đây ông bảo sẽ đi hỏi đất của chặt chú sao á, đổi chỗ này là một chút để mà lá như kia, xong mà đặt tách ở trên kia thì nước, cái lượng nước mà nó đổ đi vào nhà vệ sinh ấy, thì nó sẽ mạnh hơn các bác, thì mình sẽ không phải dùng đến cái máy mà bơm nước nữa, nó sẽ khỏe hơn.
Khẩu. Vậy lại hết rồi anh. Lên nhanh nhờ. Vào nhanh mà. Này ở dưới thì có vẻ như chắt bên này là hai phụ là sắp không ổn mấy nhờ. Đấy ơ kìa sắp. Đấy, bây giờ thì đến cuối ngày rồi cho nên là các chị là trộn là từng ít một thôi các bác ạ. Một tí nó trộn nhiều quá là không có làm hết, thành ra là xi nó lại bị vỡ, nó lại bị hỏng. Mai nữa là tường này là xong rồi đấy, là xong tường này đấy. Nhưng mà đây là anh làm hết đến chắc đến chân tường kia hay là như nào? Cái này chắc tiện giáo ở đây cho hết tường luôn. Ừ. Tức là chắt hết xong một cái phần hồi giáo trước nhỉ, thế đi đâu cho sạch thì xong đến đấy luôn, đỡ phải quay lại ấy. Vâng. Để mai cứ ô thoáng này phải làm xong cứ ô thoáng tụ. Vâng. Đấy, ô thoáng thì cho lực để là cũng khá là cao cô bác nhé, hầu như là cách cái phần mái này, cái phần hồi này là đâu đó là cách tầm 1 mét này. Coi như là người đứng ở bên ngoài là không có nhìn thấy người bên trong cô bác nhá. Đấy, nó phải làm cao thế thì nó không nhìn thấy, chứ không là làm thấp quá thì là nhìn thấy, ngó quá là thấy rồi. Ai lại ra bên kia xem mà chú toán một chút nữa. Đấy, nhìn từ trên cao xuống thì phải nói là một cái khung cảnh mà đối với nếu mà những người có tiền đấy thì là rất là dễ chịu các bác. Ở dưới kia thì có một con suối, nó chảy lúc nào cũng chảy là đi qua. Đây là dành cho những người mà có tiền thôi anh ạ. Đấy, ngồi ngắm cảnh như thế. Đấy, nhưng mà đôi lúc thì ông sò thì cũng phải dành ra cho mình một chút cái khoảng thời gian gọi là chiêu chiêu một chút của bác. Những gạch này có đủ xây cái bể phốt không anh? Đủ à? Anh cũng chưa xem là xi có đủ không, xi sắt có hợp được không? Vâng. Là có bên có bổ sung thì cũng phải đáng kể. Vâng. À, như bổ sung vào chỉ có vất vả cho anh thôi, mấy anh em thợ thôi. Chuyển được một bao xi từ trên kia xuống thì đâu đó là tầm độ là 10 đến 15 đến 20 phút. Nó tập trung cái nhà làm cái nhà ông này thì không vật liệu là một quãng đường vất vả luôn. Đấy, để mà có được những cái sự trợ duyên của các bác thì nó là một điều phải nói là khó rồi. Đấy, nhưng mà sau khi mà các bác trợ duyên xong là còn cái quãng đường cái để mà vận chuyển vật liệu là cũng rất là khó nữa. Đấy, bây giờ thì về cái phần nội thất ấy thì cũng được là bà Vương Kim Thanh là dành tặng cho hai ông cháu là một cái giường rồi. Đấy, nói chung là một phòng thì có đủ rồi, còn là một phòng còn lại thì chắc là cũng chưa phải là mua giường nhanh cả. Tại vì là mua để đấy thì cũng chưa có ai ngủ. Chủ toán thì có vẻ như là lên cái dàn giáo ở bên kia là xong đấy nhỉ? Anh nhỉ? Để đi xem chú là xong chưa? Một cái độ cao mà thách thức bản thân một tí. Xong rồi chú. Ui, chú có vẻ nhanh tay phết nhở. Đâu chắc là độ tầm là 5 phút rồi các bác. Thế là chú toán lại hạ thêm một dàn giáo nữa rồi. Thế thì ngày mai là chắt hết cái phần dàn giáo này xong lên đúng không chú? Vâng, chắt phần dàn giáo nó quay sang đầu bên kia xong nó chắt vào trong. Vâng. Ui, chú toán thì có vẻ như là làm nhanh quá, toát hết cả mồ hôi rồi. Không làm mai này
sửa một lúc nữa. Vâng. Và làm xong mai chỉ có một chắc. Vâng. Đấy, cái phần này thì mai ông sẽ tiếp tục là đào ra của bác ạ. Hôm nay thì công việc của ông là ông ở nhà là cũng bố. Tự là san cái này xuống đây của bác này. Tơ này bố. Nó nào á? Lên nó mi xem nào. Phải đợi thêm anh Phòng là chắt nốt chỗ kia là tiếp tục là xuống thêm là một dàn giáo nữa. Vừa thấy ông đi cắt cỏ mà được vào không? Cắt cỏ cho Châu à? Lấy cỏ cho Châu à? À. Này bây giờ bảo ông làm ông biết làm không? Ông không biết à? Đấy, ông thì là phụ cho mấy anh em thợ là công việc là phụ vứa thôi không á? Làm thấp làm trùng lần gì thì ông cũng đi hỗ em làm nha. À. Cái này ông. Này làm nhà thì cao quá nhờ không nhờ? Cao mà mắt không tin mấy rồi. À. Sợ là làm là chốt cao chốt thấp thôi. Cái thế gẹp vứa này nó tuôn tí thì ông hay làm cái để cho ăn cỏ. À làm cái máng cho ăn cỏ đấy không? À. Ông khó làm xem một cái xem nào. À. Sợ mấy nữa ông làm xong ông lập ở kia một cái nhà cho Châu nó ở. Thế thấy là Châu của ông là mỗi lúc ở một nơi đấy. Có lúc thì là hồi cho lực vừa mới xuống là ở trên này của bác này. Sau một thời gian thì ông lại chuyển ra góc bên kia. Bây giờ thì ông lại chuyển ra góc bên kia rồi. Cái cháu kia bảo cái kia nó mòn thì cái góc tay kia đổ xuống để cho ông chịu đây. Thế ông thì không chịu được không? À. Ông ấy chuyển đến bên kia. À. Thế còn bên kia cũng phải của ông. À. Thế là mình để cái chỗ đất nào là đất của ông, đất của mình được không? Vâng. Nếu để của mình thì ông mới để chuyển bên kia. Nó bảo đấy, cái cây đủ thì cho ông chịu được cái gì? À. Nó nặng lắm rồi. À. Con nó là nó sống mòn mòn đi để bên kia mưa to. À. Nó là đất cát thì nó đổ xuống thì ông chịu không được đâu. À. Có vẻ như là mạnh lên trên hay sao thấy là ông gào gào ấy. Không, không phải đâu, biết rồi, cùng hai chỉ nó chơi. À. Ấy thấy ngày một ngôi nhà của mình sắp hoàn thiện rồi, ông có tính lấy vợ mới không? Hả? Không nhớ nữa. À. Đấy, ở đây thì là nói trêu ông một chút thôi bác, nếu như ông muốn đi thêm bước nữa thì ông đã đi cháu nuôi nha nhỉ. Ông đã đi rất là lâu rồi. Cháu này cháu lại nuôi mình đấy thôi. Đấy, tầm ông thì bây giờ là đợi nếu mà mạnh lên tầm 10 tuổi thì lúc đấy là ông là xuống sức. Lúc đấy là không có làm được gì nữa rồi đấy, chỉ lấy được những cái cỏ thôi. Không làm được khỏe như bây giờ nữa đâu. Không còn thế à, mua cái nuôi à, nấu nhiều nữa thì nuôi lợn. À. Còn hai con nữa thôi. Bây giờ chảo không có, không có điều nuôi lợn. À thế là ông thì sau này là mua chảo với ông nấu rượu để bán á. Xong mà lấy bán cám này nuôi lợn. À thế là ông cũng có suy nghĩ như thế này nhỉ. Thế là tận dụng lại là lấy rượu để bán, xong rồi lấy cám để nuôi lợn. À. Sau này thì nếu như ông làm ấy thì là chỗ này này có bác này. Đấy. Cái bên này thì làm cho ông thêm được một cái một cái khu cái nhà bếp củi đây. Bếp để làm mới làm đây rồi. Ông đào chỗ này đi. Đúng rồi. Làm nhà gỗ ở đây đi trong khoảng 2 gian, 1 gian là làm bếp, 1 gian cho Châu. Xong rồi nối bên kia một hàng một lu cho con lợn. Đây luôn cho nó tiện ở đây. Nếu mà chỗ này làm một cái nhà, bên kia làm một cái nhà nữa thì đi xa cũng khó. Đào mới chỗ này xuống một tí rồi. Bây giờ cái ngồi nghỉ ngơi một chút đã của bác. Mấy thợ sẽ tiếp tục là cái công việc mà ở bên kia thì còn là một chút nữa. Chú chấm ăn đi lại đi. Mấy thưa các bác, sau một cái thời gian đang nghỉ ngơi thì bây giờ mấy anh em thợ lại tiếp tục cái công việc của ngày hôm nay rồi.
Có lẽ là tối nay là hoàn thiện nốt chỗ này là xuống nhà giáo là chắc là cũng nghỉ đấy chú Toán nhỉ? Ừ. Cái bước này thì cũng phải là nói là nói chung là cái bước mà cũng phải nói là cũng khá là quan trọng của bác ạ. Cái bước này mà mình chắc là không có đều, là nó không có bằng phẳng đâu. Sau khi sau này mà nhìn ngôi nhà nó sẽ có chỗ lõm và chỗ không lõm đấy. Ở đây thì nếu mà đường xe ô tô của bác nhé, sẽ ở cái chỗ mỏm đất trắng này của bác này, là tận trên này là có một cái đường xe và đi ra tận đây. Ở trên này thì có mấy ngôi nhà là đang ở, thấy là cũng có 4-5 hộ dân đấy. Tuy nhiên là đường là cũng phải nói là xuống rất là khó khăn, bằng một cái đường mà nhỏ xuống thôi. Từ phía bên kia vào thì là không có đi vào được đường này của bác ạ. Vào được, đi được nhưng mà chỉ có là người là đi được thôi. Dây điện là mọi cái thì cũng đã kéo là đến đây rồi các bác. Hiện tại thì đây là có điện rồi các bác nhé. Nấu cơm rồi không? À, cho gà ăn rồi không? À, ở dưới đây thì ông có nuôi thêm là gà này các bác này, nhưng mà tuy nhiên là cũng khá là bé. Nhưng con to thì hôm nọ thì cũng thịt của ông đi mấy con rồi. Đây có lẽ là cái công việc của mấy anh em đội thợ là hôm nay cũng chỉ hoàn thiện thêm là cái phần làm mái bên này nữa. Ngày mai thì mấy anh em thợ sẽ tiếp tục là đi xuống dàn giáo để mà tiếp tục là đi vào chát. Có thể là tầm trong là đến 3 đến 4 hôm là sẽ được lập cái phần mái của bác nhé. Phần mái này thì sẽ lập trước. Và cũng xin cảm ơn tất cả các cô bác anh chị mạnh thường quân trong nước và ngoài nước trong thời gian đã luôn luôn đồng hành cùng bản em để mà đi giúp đỡ được những cái hoàn cảnh còn khó khăn. Đến cái thời điểm hiện tại là ngôi nhà của hai ông cháu sẽ là cái ngôi nhà thứ ba ở trên canh Trấn Lực là thực hiện rồi các bác. Đấy, còn là những cái ngôi nhà trước thì thực hiện cho những hoàn cảnh nào thì các bác cũng đã biết rồi. Đấy, trong sau khi mà hoàn thiện ngôi nhà của hai ông cháu thì sẽ rất là mong sẽ được những cái sự yêu quý đón nhận và ủng hộ các bác dành tặng tới cho những hoàn cảnh mà Trấn Lực đang đi chia sẻ. Đấy, lời cuối cùng thì chắc là hai ông cháu là cũng xin được là kết thúc cái video này thôi các bác ạ. Ông gửi lời chào tạm biệt tới các bác không? Vậy cháu Lực cũng xin được là hẹn gặp lại quý ông bà cô chú anh chị ở những sóng tiếp theo trên kênh bản em, và xin chào các bác. Xin chào các bác. Thưa bác, hiện tại thì trước mặt cháu Lực có một số mặt hàng được ông sò lên trên rừng để khai thác về, thì cho phép cháu Lực được giới thiệu qua một chút cô bác nhá. Đây cô bác, ở trên tay cháu Lực là lá mắt gan rừng để được là ông sò lên trên rừng để mà khai thác về. Và cái công dụng của lá mắt gan này thì là mắt gan này, lợi mật này, giảm độc này, an thần này, giúp tiêu hóa tốt hơn, chứa viên gan, xơ gan, men gan cao và gan nghiêm mỡ cô bác. Cái cách dùng của nó thì mình dùng như thế nào không? Vâng, nước uống hàng ngày. Đúng rồi, nước uống hàng ngày à? Vâng. Đấy, vừa rồi thì là ông cũng đun xác về một chút thì là để cho lực là cho tất cả các bác là cùng xem này các bác này. Cái sau khi mà xác nước xong thì là màu của nó là màu hơi đỏ đỏ một chút không nhỉ? Vâng. Này không? Uống thì cảm nhận là có hơi một chút là đắng đắng của bác ạ, nhưng mà rất là mát của bác ạ. Đấy, và ở phía trên tay của cháu Lực thì là mật ong rừng này các bác này. Cháu Lực mở cho các bác xem là cái chất lượng mật này các bác nhé. Các bác nghe, các bác cảm nhận nhé.
Ôi, gà rất là mạnh. Ông ơi, cháu xin mấy cóc kia nào. Cháu đổ ra cho các bác xem cái mật này. Mật thì là rất là đặc sánh của bác. Ôi, màu rất là đẹp này. Mật này thì là rất là thơm của bác ạ, mật đấy. Đấy, tất cả những cái mặt hàng mà cháu Lực đang ở trước mặt cháu Lực hiện tại là cháu Lực bán hộ là ong sò. Nếu như các bác quan tâm tới thì các bác là liên hệ cháu Lực qua cái số điện thoại là để trên màn hình và cháu Lực tư vấn là kỹ hơn các bác nhé. Xin cảm ơn các bác rất là nhiều. Ông có lời nào gửi cho các bác không? Thì có lời cho các bác các chị từ khi ra lúc này để mà kiểu bình nước và uống hàng ngày thôi. Các chị liên quan đến thì nhưng mà ít thì gửi đi cho các chị các em các chị đừng nói rồi không biết nói nhiều. Xin cảm ơn các chị các bác. Xin cảm ơn.